Xin chào mọi người, thì hôm nay tiếp tục tôi sẽ làm một cái video giới thiệu cái chạy trùng của trang trại Nắng Mây Gió, và hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ ứng dụng rộng rãi và nhiều hơn cái giá trị của con trùng mang lại cho nông nghiệp sạch tại Việt Nam. Và trong quá trình xem những cái video mà tôi tiến hành thực hiện thì mọi người cứ mạnh dạn chủ động liên hệ hoặc là comment ở dưới, tôi sẽ giải đáp những thắc mắc cho mọi người xem. Trùng thì nó phân bố cũng khá là đều rồi, tôi xử lý thì nó phân bố cũng khá là đều rồi. Chúng ta đi kiểm tra xem một số cái vị trí khác sẽ có chỗ dày chỗ thưa, nhưng mà hiện tại thì nó đều hơn lúc trước. Lúc trước thì trùng nó tập trung không có đều. Mọi người nhìn thấy nha, trùng mới đang lên ăn. Trùng bây giờ đang chuẩn bị lớn và to rồi. Trùng châu Phi African lại đang lên. Giống này đủ chuẩn để xuất đi cho bà con với khách hàng sử dụng để làm giống và nuôi nha mọi người. Chúng ta kiểm tra xem chỗ này nè. Chỗ này trùng nó đang tập trung ở vô để nó ăn. Chúng ta sẽ móc nhẹ cái lớp phân lên thì thấy trùng nó ăn ở dưới. Mọi người có nhìn thấy ha. Đây. Sau một kỹ thuật, một thời gian áp dụng kỹ thuật ăn chìm và ăn nổi thì mặt bọn trùng nó mới đạt như thế này. Chứ thực sự mà nói thì trùng ở Ninh Thuận nuôi rất là khó để đạt được năng suất cao. Hiện tại thì tôi đang tiến hành cho phun sương để làm mát. Trùng giờ nó bự hơn lúc trước nhiều rồi phải không ạ? Thì sắp tới tôi sẽ cho ra mắt quyển sách Nông nghiệp tuần hoàn, vườn ao chuồng trùng quế, du lịch sinh thái trải nghiệm. Những cái mô hình thực tế mà chúng tôi đã làm, những điểm đúng, điểm hay, điểm mạnh tôi sẽ đưa vào trong sách, và những điểm sai, điểm yếu chúng tôi sẽ bỏ đi. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ giao lưu qua thông qua quyển sách này để ứng dụng thành công hơn nữa cái mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Rồi, chúng ta sẽ kiểm tra xem thử cái mật độ trùng bên này có nhiều ít. Trùng khá là dày ha mọi người ha. Phần bị khô. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video sau. Mọi người xin đăng ký kênh, like, chia sẻ để chúng ta cùng giao lưu với nhau nhé. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại. Và mọi nhu cầu mua trùng quế giống từ quán kỹ thuật, mua sách trùng quế và những cái ứng dụng về nông nghiệp tuần hoàn, phân vi sinh, phân trùng quế, xin liên hệ số điện thoại bên dưới. Gặp vườn trùng quế sẽ trực tiếp hướng dẫn cho quý khách hàng của bà con. Xin chào và hẹn gặp lại.